Xin kính chào quý vị các bạn quay trở lại với showroom Thế Giới Xe Đức, địa chỉ số 6 và số 8 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Hôm nay Long lại tiếp tục báo giá cho anh em những chiếc xe đang có mặt tại Thế Giới Xe Đức tại thời điểm này anh em nhé. Đầu tiên là chúng ta có một chiếc S450 mới về luôn, rất đẹp, sản xuất 2019 và giá bán khoảng hơn 3 tỷ đồng. Xe mới lăn bánh có hơn 10.000 km thôi, màu trắng nội thất màu nâu luôn anh em nhé, cực kỳ đẹp, giá bán khoảng hơn 3 tỷ. Đấy. Xe đã được lên mâm tua bin rất là đẳng cấp rồi. S450 thì có đèn multi beam và có 33 giải led ở đây, rất là đẹp luôn. Đấy, giá bán hơn 3 tỷ, anh em cần chi tiết trước này thì mình sẽ gửi cho anh em luôn. Hãy tiến vào trong và chúng ta có một vài chiếc xe nữa mới update này. Ở đây chúng ta có một chiếc GLC 200 sản xuất 2021 này. GLC 200 sản xuất 2021, màu trắng, nội thất màu đen. Đấy, chiếc xe này hiện tại thì Long đang chào bán với mức giá hết sức hợp lý, khoảng hơn 1 tỷ 7. Hơn 1 tỷ 7 cho một chiếc GLC 200 bản thường thôi anh em nhé. Tuy nhiên thì tại thời điểm này chiếc này rất là hot, chưa có hàng mấy đâu anh em ạ. Đấy, với giá bán khoảng hơn 1 tỷ 7. Đây, chúng ta vẫn còn một mẫu GLC 300 sản xuất 2020 màu đen. Màu đen, nội thất màu đen luôn, với giá bán khoảng 2 tỷ 3. Đấy, rất là hot, lăn bánh hơn 20.000 km. GLC 300 Formatic anh em nhé, phiên bản mới nhất. Cũng là GLC 300 Formatic thì chúng ta có một chiếc GLC 300 sản xuất 2020 màu đỏ mang biển số Hà Nội. Đấy, chiếc xe này Long chào bán với mức giá cũng khoảng 2 tỷ 3 đổ về thôi. GLC 300 Formatic. Ở dưới này chúng ta có một vài mẫu xe cũng rất là vừa tiền. Ở đây chúng ta có một chiếc A200 chưa đến 900 triệu anh em nhé, 880 triệu nhập khẩu nguyên chiếc Đức. Và chiếc xe này hiện tại là mới lăn bánh có 40.000 km thôi, chính chủ từ mới. Đấy, chiếc xe này rất là vừa tầm tiền. Nếu mà dòng Porsche thì hiện tại thì Long đang có một chiếc Porsche sản xuất 2016 Porsche Macan, cũng đã lên rất là nhiều những option rồi. Chúng ta có bộ đèn liếc này, có mâm 21 inch này và giá bán khoảng hơn 2 tỷ 7 một chút anh em nhé. Dòng luxury của Toyota thì Long đang có một chiếc Toyota Alpha sản xuất 2016, lăn bánh cũng hơn 40.000 km thôi. Và hiện tại thì chiếc xe này Long đang chào bán mức giá khoảng hơn 3 tỷ một chút. Đấy, lăn bánh 42.000 km. Toyota Alpha anh em nhé, động cơ 3.0 V6. Ở đây chúng ta cũng có một chiếc E300 AMG sản xuất 2019, Long chào bán mức giá khoảng hơn 2 tỷ 3 một chút. E300 AMG màu đen, nội thất màu nâu. Đấy, lăn bánh khoảng hơn 30.000 km. Đấy, và một số mẫu xe đã đang lùi vào showroom đây. Đấy, mình sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Đấy, đây là chiếc GLC 200 sản xuất 2020 màu trắng, nội thất kem, mới lăn bánh 15.000 km thôi và giá bán khoảng hơn 1 tỷ 7 một xíu anh em nhé. Đấy, rất là hot luôn. Ở đây chúng ta vẫn còn một chiếc GLC 200 nữa. Đây là chiếc GLC 200 màu trắng, nội thất màu đen. Trắng nội thất màu đen. Đấy, cũng sản xuất 2020 và giá bán của chiếc xe này hiện tại Long bán cũng giá khoảng hơn 1 tỷ 7, mang biển số thành phố. Đấy, cái tầm GLC 200 rất là vừa tầm tiền. Đấy, anh em thoải mái lựa chọn luôn. Đấy. Ở đây còn một chiếc Land Rover Autobio. Đấy, sản xuất 2019, hiện tại Long đang bán với mức giá khoảng hơn 9 tỷ anh em nhé. Màu đen, nội thất nâu. Đấy, rất là đẹp luôn. Còn rất là nhiều những cái mẫu xe khác thì Long sẽ update cho anh em hàng ngày để anh em tìm hiểu những cái dòng xe Đức tại Thế Giới Xe Đức anh em nhé. Đấy, anh em cần dòng xe nào thì hãy liên hệ và inbox cho Thế Giới Xe Đức là qua số điện thoại Long ghi ở trên màn hình nhé. Hẹn anh em ở những clip khác.